Xin chào quý anh chị em. HBT xin giới thiệu kính hiển vi Relay M5T Pro B11. Đây là kính hiển vi mới có nhiều tính năng vượt trội ưu việt, tức là chống chói và có chống chói và có cái công nghệ là E-Scoot để mà chống rồi ánh sáng chiếu vào khi chúng ta dùng vào ống kính ha. Đây là đế cái hợp kim nhôm. Đây, công nghệ cái show mới rồi chỉnh như đây ha. Cái này mình bỏ vào trong. Đây là mình đang nối với lại cái cục camera 4K, tức là Ultra Zoom nói là hoàn hảo nhất. Hãy giới thiệu. Đây là cái nút tầng mới nha ha. Ok. Chỉnh đây vô đây ha, chỉnh đây. Đây là mình đang nối với lại cái đây là cái đèn có chống khói bụi, mình cảm biến được ha, cảm biến bằng nút này ha. Đó, cảm biến để chứa bằng cảm biến đây ha. Đây mình đang nói với màn hình. Quay sao thấy luôn tất. À, còn đấy. Ủa hay cho nó thấy giữa trên dưới luôn, xuống ra đó. Thấy không? Đó, thấy nè. Ở giữa nè. Đây mình đang chỉnh cho màn hình nha. Kết nối với lại LCD. Đó, chỉnh như trên đó. Ok. Quý khách vui lòng liên hệ HBT để có giá tốt. Chúc quý anh chị em thành công. Trân trọng kính chào.